Rồi bây giờ em có thể là giới thiệu về mình một tí đi Hoa ơi. Em tên Thúy Hoa, em ở Bình Dương. Em lên hỏi chị á, cái mũi của em á nâng như thế nào mới hợp á? Nâng như thế nào mới hợp đúng không? Dạ. Bởi vì nếu mà khuôn mặt của em á mà có điều kiện thì em làm thêm mấy chi tiết cằm, có nghĩa là em có thể là dùng filler cũng được, bởi vì cái khuôn mặt em nó hơi tròn, cái cằm của em nó bị thiếu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái mũi em là hai cái cánh mũi nó bè ra. Ví dụ như cái Dạ. lỗ mũi của chị Mai, cái cánh mũi của chị Mai là nó gom lại này, thì em Dạ. hai bên này là nó thấy hơi bè ra. Hai nó Đó. to. Đúng rồi, cái lỗ mũi của em nó cũng hơi lớn một tí. To. Nếu mà nói về tướng số thì cái lỗ mũi mà nó to quá không có khít á thì có nghĩa Dạ. là về cái phong thủy nó không được tốt, mà Dạ. về thẩm mỹ thì cái tỷ lệ ở trên khuôn mặt nó bè ra, cho nên thấy cái mặt em nó bẹt lại nó cũng không được tốt. Cho Mà nên là đẹp. cái vấn đề bây giờ là em phải cuốn hai cái cánh mũi này, em làm thêm tí cằm này, ok chưa? Thứ ba nữa là em nâng thêm cái mũi là được, nhưng mà cái mũi em tẹt nhưng mà cái dáng mũi của em đẹp nha, Dạ. nó không có bị gồ ghề Dạ. đó, nó chỉ là tẹt thôi chứ còn không có gồ ghề. Cái này dễ đẹp nha, nhưng mà chị thấy em bây giờ cái lỗi lớn của em là cái chân mày em không ok đâu nha. Ok hả chị? Cái chân mày của em, cái bên tay phải của em nó bị đậm quá, Đây hả chị? đúng, cái khúc sau bị đậm quá. Còn bên tay trái của em á thì cái đầu chân mày, cái phía lai trên á nó to quá, nó lại hơi sách ngược lên, cho nên em phải sửa cái chân mày này nha, cái chân mày này không ổn. Đó là những cái khiếm khuyết đó. Thì bây giờ khiếm khuyết nhiều nhất của em là cái cằm này với là Dạ. nâng cái mũi trước, rồi khi nào mà mình có điều kiện thì bắt đầu mới tới cánh mũi. Còn bây giờ mà chưa có tiền thì phải cho phép mình lựa chọn thôi. Dạ. Một là cái điểm yếu của em là mũi, nâng cái mũi Dạ. lên cho chị. Cái thứ hai là chích cái cằm lên cho chị, Cảm. mà nhớ chích là không được chích nhọn nha. Dạ, vừa thôi hả chị? Chích nó hơi kiểu bầu bầu, hơi hơi thôi chứ đừng có chích nhọn, bởi vì là chích nhọn thì nó lộ lắm và Dạ. nhìn vô nó không phúc hậu nha. Điều chỉnh lại mấy cái đó đi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi chị chào em nha, cảm ơn em nha, năm mới chúc em vui vẻ hạnh phúc nha.